Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Sweeps me all so tight, so me. Hello guys, hay sao? Âm thanh ánh sáng ok chưa? Thấy hôm qua với cả hôm nay nó khác nhau không? Nó phải gọi là perfect. Thôi, mọi thứ nói chung là cũng đã ổn thỏa được một chút xíu rồi. Âm thanh ánh sáng nó cũng bùng lên rồi hả? Tháng sau mình bắt đầu là mình chạy đua content vũ trang thôi. Bắt đầu là tháng sau là chạy đua content thôi chứ sao nữa. Một ngày tôi sẽ cho anh em hưởng thụ 20 cái content nhá. Thứ bảy đầu tiên, không, chủ nhật đầu tiên của tháng sau. Trước chủ nhật đấy tôi sẽ cho anh em ngày thứ sáu để mà bốc thăm. Không phải bốc thăm, mình sẽ dùng cái từ như nào thì mình sẽ chơi cái trò chơi gì đấy để anh em có thể có bài vẽ qua nhà tôi để tôi nấu cơm cho ăn. Nói vậy thôi, tự nhiên nay bị khùng quá. Mà nói chung là thứ bảy tuần, thứ bảy tháng sau nha. Thứ bảy đầu tiên của tháng sau tôi sẽ làm cái content đầu tiên, đó chính là nấu cơm cho các ông ăn. Cho nên là ai ở Sài Gòn chuẩn bị tinh thần chủ nhật qua nhà tôi đi. Tôi nấu cho một bữa thiệt là thiệt là ngon nghẻ luôn chứ. Real. Đây, đây một, đây là một mớ bòn bon mà hôm trước tôi đi Thái Lan. Xong rồi tôi check sụt. Ngày hôm nay tôi dành nguyên thời gian ngày hôm nay tôi check sụt cho các ông coi. Đó, thì bây giờ mình sẽ ngồi lại đây mình coi lại mấy cái sụt cũ nha. Rồi, vô ngày đầu tiên đi. Không, toàn nam không à, có mình con là nữ thôi. À, cái đoạn này. Không, toàn nam không à, có mình con là. Cái đoạn này là tôi, thật ra là tôi quay rất là nhiều. Tôi quay từ lúc mà tôi vừa mới bước chân xuống cái nhà này. Xong rồi tôi lên xe, xong rồi tôi ra sân bay, xong rồi tôi la, tôi check in cái thứ rồi. Nhưng mà cái đấy nó không để, không thể nào mà đem ra đây kể hết cho các ông nghe được là cái hành trình như thế nào, hiểu không? Tôi chỉ check sơ sơ thôi là hôm nay outfit sân bay của tôi nó sẽ như này. Đó, tại vì tôi đeo cái túi này là tại vì tôi còn để cái pocket đó, thêm một tí đồ, hộ chiếu, các thứ lum la nhiều lắm. Nên là tôi đem cái túi này cho nó bự. Cái này là ra sân bay nè. Thì tôi quay được mấy cái đoạn nào đẹp đẹp thì tôi cho các ông xem thôi. Ê, cho coi cái này nè. Tôi nhờ tụi tôi ngồi đấy xong rồi người ta kêu với tụi tôi là em phải chụp một cái tấm hình. Em phải chụp một cái tấm hình đầy đủ ba người trước khi bay để mà gửi qua cho bên hãng. Đó, thế là tôi thấy xung quanh đâu có ai đâu, thấy có mỗi chị nước ngoài thôi à. Tôi nhờ chị nước ngoài này chụp cho tôi một tấm hình. Thế là chị chụp cho tôi quả tấm hình rồi tôi cũng không biết phải nói cái gì luôn. Nói chung là cũng nín hình á, cũng không biết phải làm gì. Xong rồi nhìn hình xong rồi ba người nhìn nhau cười. Đoạn này thì này là cái gì đây? Cái này là kiểu quay nó deep deep, máy bay bay ra bay vô vậy thôi à. Chứ nó không lấy gì cho mình. Tôi ai đây chưa biết đi máy bay thì tôi quay cho các ông coi máy bay nó như thế nào thôi. Có hai cánh ha, hai cái ống này để là hai cái ống thông gió. Cái chỗ này là tàu máy bay, mấy anh phi công sẽ ngồi đây, còn hành khách là sẽ ngồi ở đây. Ai mà thề quay tới cái đoạn này tức giả mang. Tôi cho các ông coi đoạn này đi, đoạn này mới là đoạn chính nè. Lúc máy bay cất cánh thề cái bóc kích ba là chả hiểu sao chắc sụt đẹp giả mang. Và tự nhiên lên đây coi cái cảm thấy cái màu nó hơi không đẹp lắm nhờ, chắc sụt màu trong xinh giả mang đó. Máy bay cất cánh thôi là bay chiếc Việt Nam Airlines chứ bay cái hãng kia là chắc nãy giờ rớt cái team đi đâu rồi. Ơ nhưng mà tôi có một thắc mắc là thường khi mà cất cánh ấy, người ta kêu mình là tắt hết cái thiết bị di động điện thoại, xong rồi tắt hết cái kiểu laptop, thế người ta có kêu mình tắt camera không ta?
là có cánh với cả đáp thì mình có được dùng kiểu máy ảnh và dùng camera mình quay không nhỉ? Thằng Sài Gòn mình đẹp ghê ha. Nói chung Việt Nam mình lúc bay lên trông đẹp. Nhưng mà nhiều nhà nhỏ quá, rất thú thiệt. Là Việt Nam mình ở ngay trung tâm quận 1 thì mới nhiều cao tầng thôi. Còn xung quanh lại thì mấy cái tòa nhà nhỏ 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 nhỏ, nhỏ người dân, cư dân người ta sống không à. Ủa? Đâu rồi? Đẹp nha. Tôi thích đi máy bay mà tôi quay mấy cảnh này lắm. Trong nó cứ bị chiêu chiêu á. Nhưng mà chả hiểu sao nó lại có mấy cái cục, nó lại có mấy cái cục mây 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 tròn 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 như nhà này. Ủa? À đây hết hồn. Cái này là cái này là lên máy bay xong rồi cũng không có tải game hay là cũng má tôi tức ghê. Cái TikTok nó có cái chế độ gọi là cái chế độ mà xem clip khi mà offline ấy. Chế độ mà khi mà không có mạng mình có thể vẫn tải được những cái clip để mình để dành mình coi offline không. Thế là tôi dành nguyên một cái thời buổi sáng của tôi tải 200 cái clip trên TikTok về để tôi lên máy bay tôi coi. Thế mà chả hiểu sao lên chả thấy clip nào, lên cũng không lướt được luôn mạng, hình như cái gì vậy á. Là lên chả còn cái gì làm ngoài cái chơi cái này. Cái này nó giống như cái trò Pokemon nên nó kêu tìm mấy con mà nó giống nhau. Thế là tôi chơi một mình thì tôi chơi không được, tôi chơi một mình thì tôi tìm không ra, tôi để rủ hai người này chơi cùng. Thế là mấy hai người này dính luôn. Nhưng mà cái bánh mì này không ngon nha. Nói chung là cái đợt sau khi mà đáp xuống rồi ăn cái ổ bánh mì nó mới ngon. Còn cái đợt đi đầu á, cái nhân nó là có cái gì ấy, chả ngon tí nào. Cái lúc này là đây. Lúc này là tới Thái Lan rồi nè mấy ông. Ở đây là tới Thái Lan. Ê, tôi không, lúc đầu tôi không nghĩ là tới nhanh tới như vậy. Tại vì người ta kêu là đi gần 2 tiếng là hình như 1 tiếng 50 phút, 1 tiếng 55 phút, gần 2 tiếng là mới tới Thái Lan. Nhưng mà mới ngủ không giấc à. Hôm mở mắt ra là đã thấy tới Thái Lan rồi. Tôi nghĩ là sau khi qua tới đây, mình đáp xuống là mình tới Thái Lan, mình tới Bangkok luôn. Nhưng mà không, cái này chỉ gọi là ở ngoài rìa thôi. Mình phải bay thêm tầm 30 phút nữa. Tôi thấy mấy anh phi công, mấy anh bay cái vòng vòng chỗ này á. Mấy anh bạn, tôi không biết là do không đáp được hay là do vấn đề gì. Thời tiết có vẻ rất là ok, nắng rất là đẹp, nhưng mà không hiểu sao không đáp liền được. Cứ bay vòng vòng chỗ này thôi. Nhưng mà chỗ này đẹp ha. Cái này mới gọi là tới nè. Tôi phải, cái này mới gọi là tới nè. Nhưng mà tới chưa chắc là, đấy là sân bay nó không có gần trung tâm lắm. Tôi phải đi xe tầm 40 phút. Đây là chị An. Đây là chị An, xin giới thiệu các ông. Đây là chị An, người Thái Lan. Nhưng mà chị An nói tiếng Việt rất tốt, rất đỉnh, rất là chuyên nghiệp. Chị An rất là hỗ trợ tụi tôi trong cái quá trình mà một cái chuyến đi công tác hoàn hảo là phải có chị An xuất hiện không. Chị An dễ thương lắm. Chị dạy cho tôi lúc mới lên xe tôi còn xin tiền chị An cơ mà. Còn anh này là anh Xuân. Anh Xuân này là phụ trách hỗ trợ ba đứa tôi, hai bạn tuyển thủ và một bạn KOL là tôi để mà đi qua Thái Lan làm mấy cái chuyện đi cho một cái chuyến đi công tác. Anh này là anh Xuân cầm đầu. Còn này là chị An, hướng dẫn viên cái gì? Phiên dịch viên, hướng dẫn viên, phiên dịch viên. Lúc Thái Lan, có gì em tìm qua Zalo, có Zalo mà nó. Còn đây là anh Cao Minh. Anh Cao Minh là anh tuyển thủ này, anh này có hơi hơi cọc xíu. Thế có điều gì thôi? Đừng có sợ. Xuống với chị đi đâu thôi? Đừng có sợ. Thế giờ muốn mua gì hả? Bạn em muốn mua. Em cảm ơn chị nhiều nha. Goodbye. Ở đâu đây? 02 ở đâu đây? À, bên phải em hả?
Đối diện nhau á, mình đối diện nhau sao mà. Mệt lắm không ạ? Đây nè. Đây nè. Ôi giời ơi, tới rồi. Không ai đừng gọi anh nha. Thông cảm, tôi không thể nào cầm xa camera được cho công dễ coi. Tại vì tôi còn phải xách cái vali nữa. Khoan đã. À, nhiều đồ quá. Để tạm đồ ở đây. À, thì chuyến đi lần này thì tôi được bên nhãn hàng AOC họ tài trợ cho một chuyến đi 6 ngày 5 đêm ở một khách sạn 5 sao, view cao. Nhưng mà view của tôi thì hơi chật kín xíu. Nhưng mà cái này nó không đứng được à? Tại vì tôi xách nhiều đồ quá nên tôi không thể nào mà tôi quay chứ không. Anh, cần... anh đem vali giùm em được không? Ok. Ôi, cái vali bự hơn cái tôi á. Thank you rồi. Tôi đổ công nhớ cái vali này tôi đem qua bao nhiêu ký? Ui giời ơi. Ui phòng to vãi con mà. Tôi cứ nghĩ là thì flexing xíu thì đây là cái vali Adidas. Đây. Đây là cái vali Adidas tôi mua Chill and Free ha. Vali Adidas này cũng hơi cháy túi chút xíu. Bạn cái vali này người ta để thank you rồi. Chào hơi xước. 10 kg hả? Không 10 kg đâu, 22 kg nhá. Ôi phòng to vãi con mà. Tôi cứ nghĩ là nó không giống như trên ảnh đâu, chắc là trên ảnh là sẽ là hình kiểu hình tượng chân thôi. Nhưng mà khoan đã, để tôi cởi giày ra đã, tôi bị đau chân quá. Ui. Gọn gàng ngăn nắp. Là thói quen của Hana hả? Đây. Mình phải có tí sụn lào xíu. Tôi tả hết rồi, không có còn được xinh xắn như lúc mà bữa sáng. Đây nhá. Xong rồi tôi sẽ dẫn ông đi coi phòng. Các ông nhìn này. À nhá, từ từ. Mình phải đi từ đây. Ở bên trái của mình sẽ là nhà vệ sinh. Tí nữa tôi sẽ vô coi sau. Nhưng mà bây giờ mình cứ đi thẳng trước mặt đi. Đây sẽ là một cái kệ. Ui, người ta còn cả cà phê. Mà trông nhìn nó giống cái bao cao su nhỉ. Ui. Đây này. Đây là phòng mà tôi ở 5 ngày ở Thái Lan. Bạt hay giá. Ui. TV đúng to luôn nhá. Ở đây sẽ có một cái bàn ăn uống kiểu gì đấy. Một cái ghế. Cái giường. Ui. Nhưng cái giường này mà nhún thì phê thôi rồi. Ý là ngồi. Ý là mình ngồi. Tôi không có đánh giá cái cao cái view á. Tại vì cái view nó hơi. Đây. Cái view thì các ông có thể sẽ thấy được cái đường ở dưới. Nhưng mà còn cái góc này thì không thích lắm. Người ta gặp cái người ta ở cái phòng view đúng đẹp luôn á, mình ở cái phòng thì đâu mà cái view kỳ cục. Mình là được cái phòng ngủ hiện tại của tôi nhá. Đây, bây giờ mình sẽ vô nhà vệ sinh đi. Đây là nơi quan trọng nhất. Ủa là sao ta? Ủa cái này là sao nhờ? Có kính không đấy? Ủa? Là sao? Cái chỗ này nó làm tôi bị loạn mấy lần, các ông biết không? Có nghĩa là nhiều khi tôi đi vệ sinh hai cái cửa này nó thông nhau, thế là cái phòng của tôi nó cứ mở ra. Thì lúc nào trong cái thói quen của tôi là cho cái nhà vệ sinh nó chỉ có một cửa thôi. Thế là tôi từ trong giống như tôi đi ra ngoài một khá là lâu xong rồi tôi mắc tè quá tôi không chịu được, thế là tôi mở cửa khách sạn ra, tôi đóng cái cửa ngay đây này, tôi đóng cái cửa ngay đây rồi là tôi tưởng tượng là tôi đã xong hết trơn rồi, cái tự nhiên tôi chạy vô đây tôi thay đồ trong khi cửa rèm kia chưa đóng. Mà tôi chạy ra tôi thay đồ, tôi cởi cái quần tôi ra xong, tôi cởi lột cái áo tôi xong, tôi quay qua tôi nhìn thấy bạn chưa cái đóng rèm. Thế là tôi phải tất bật tôi đóng cái cửa này lại, xong rồi tôi chạy vô nhà vệ sinh. Trời ơi, trời không biết lúc đấy có ai thấy không. 2-3 lần như vậy luôn. À, nguy hiểm quá. Chả hiểu sao ý. Ủa, cái này là sao nhờ? Có kính không đấy? Ủa? Không cả mắt mờ, không đem kính đâu vậy. Là sao nhờ? Đường này vô nhà vệ sinh bên này. Chỗ này lavabo. À, ý là nó thông á các ông ạ. Thay vì đây nó sẽ đóng cửa như thế này nè. Một là mình có thể đi. Tôi hiểu lý do rồi, tôi biết lý do tại sao rồi. Để tôi ví dụ nha. Mà mình mới đi chơi về
Mình bắt ăn đầu. Một con tôm sốt Thái chẳng hạn, xong mình đi dễ chĩa. Thì mình sẽ mở cửa ra, xong mình đi thẳng vào trong đây luôn. Nhưng mà nếu như mà mình mới thức dậy buổi sáng và mình cũng bị ải chĩa, thì mình bước xuống giường, xong mình mở cái cửa này ra, thế là mình vô nhà vệ sinh luôn. Bà tiện lợi dám ăn. À đù. Nhưng mà cái này là cái gì nhỉ? Để tôi xem. À, ôi, tôi không thích cái nhà vệ sinh mà kiểu rivate như thế này đâu nhá. Tôi cảm giác nó bị ngợp ấy. Nó bị hẹp quá, nó không có thoải mái. Nó bị sao ta, nó bị không gian hẹp ấy. Nên là tôi quyết định là tôi sẽ mở cửa tôi ẻ. À, còn bên đây là sẽ là cái bồn tắm để mình tắm. Ở bên đây là sẽ là... Đây. Nó sẽ là như thế này. Chỗ tắm đứng. Chỗ tắm đứng. Ở đây họ có cho mình đầy đủ kiểu khăn lau người, lau mặt, lau tay. Ở đây có nước, có cốc, có cái gương này. Tôi vừa mới đáp máy bay xong cho nên là tôi nghĩ là tôi nhìn hơi tả, tại vì tôi xuất phát từ lúc 8 giờ sáng. À thề. Đó là 5 giờ, 5 giờ chiều mới đã đáp được. Đánh răng mặt xong rồi tôi make up. Xong rồi 8 giờ sáng tôi vừa lên xe Grab xong rồi tôi sẽ đi qua bên sân bay. Nhưng mà không có mà đáng lẽ là 11:55 rồi tôi bay nhưng mà nó delay tới tận 12:30 rồi mới bay ấy. Xong rồi còn tới sân bay Thái Lan thì kiểu không đáp được, nó cứ bay vòng ở trên. Thế là mãi bây giờ tôi mới về được cái khách sạn. Bây giờ mình sẽ có một cái khoảng thời gian ngắn để mình có thể nghỉ ngơi. Hiện tại thì tôi lần này đi. Tôi đây khoai. Em xin giải thích. Em chả hiểu sao nhá, cái lúc mà em ở nhà da mặt em rất đẹp, nhìn đi. Nhìn da của em này, bóng loáng hết chưa. Vừa không có một tí mụn nữa hết. Nhưng mà trước khi lên máy bay, trước khi đi Thái Lan một ngày thì tôi bị kích ứng bởi mỹ phẩm á. Sao mà cái mặt của tôi đúng mụn luôn á. Tôi nó sẽ bị mụn. Ủa, cái này là sao? Ủa, không được à. Ồ, cái tôi thích là cái này. Sexy dã man. Kiểu các ông biết cái viễn cảnh mà sau khi mình tắm xong nhá. Sau khi mình tắm xong nhá. Xong mình mặc cái áo choàng tắm xong kiểu mình bị như là mình sexy, mình kiểu các ông. Hay ghê quá. Đây cho. Đây là cái vali tôi mua ở ở Hà Nội. Đẹp nhờ. Nhưng mà tôi làm mất cái kiểu bọc của vali đi rồi. Xong rồi người ta kiểu di chuyển nó hơi bị chạy xước một chút xíu. Hơi tiếc một chút xíu. Nhưng mà thôi không sao, vali đi du lịch mà. Ờ thích. Thích mấy cái vali mà cái nút này dễ mang. Đó. Thì làm sao cho các ông coi được nhỉ? Đây. Tôi đi Thái Lan thì tôi cũng chỉ đem có một ít đồ thôi. Không có nhiều. 2 kg thì ít à. Thì chắc khoảng tầm 10 bộ là được rồi. Ngày 2 bộ mà ý là sẽ có những cái bộ đồ ngủ nữa. Các ông hiểu không? Ý là một ngày tôi sẽ chỉ mặc một bộ đồ để tôi đi chơi thôi. Xong rồi sau khi tôi đi chơi về nó xạo đó anh em ơi. Nghỉ ngơi ở khách sạn. Nó xạo anh em ơi, ngày nó thay 3 bộ đó anh em ơi. Nó xạo á. Thì tôi đem mấy bộ đồ ngủ nè. Xong rồi mấy cái quần áo để mà đi chơi. Đó, đây thì có khăn giấy. Tuổi này thì chắc chắn là con gái thì không thể nào thiếu máy sấy tóc với cả máy làm tóc khi mà đi du lịch rồi đúng không? Tôi đem cái máy sấy tóc này của tôi theo. Tất cả mấy cái lô uống. Đó, kiểu như này nè. Xong rồi mình sẽ có một cái máy ủi đồ cầm tay. Vậy mà chả xài cái máy ủi đồ này bao giờ luôn, không xài luôn. Tại vì đồ của tôi xếp nó hơi bị sao ta? Nó hơi bị nhăn ấy. Đó, ở đây thì có vali đựng đồ make up. Ở bên đây thì sẽ đựng giày. Còn ở đây thì quần áo, một cái túi đựng pocket bar. Nói chung là cũng không có đem cái gì nhiều, chỉ là quần áo. À, có đem thêm một cái khăn tắm nữa. Tôi hơi bị kỹ tính một chút xíu, tôi không thích xài khăn khách sạn. Có thể là khách sạn này nó sạch, có thể là khách sạn nó không sạch.
tôi nghĩ là khách sạn 5 sao như này chắc chắn là cái khâu vệ sinh chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà nó dơ được. Nhưng mà tôi thì tôi hơi bị sợ cái đó nên là thôi tôi cứ đẹp cho chắc các ông ơi. Ít dù gì thì cũng xài khăn mình nó cũng sẽ thoải mái hơn là xài khăn người khác. À, một gói đồ của... Mình có một gói đồ của AOC. Vừa mới đáp sân bay xuống xong mà vừa check in xong thì AOC họ tặng cho tôi một gói đồ. Để tôi coi trong đây có gì nhá. Cái này là cái gì nhỉ? Trời ơi, bắt chuột à. Vừa mới mua bắt chuột xong thì AOC họ lại tặng cho mình cái bắt chuột. Cái bắt chuột này bao nhiêu vậy? Cái bắt chuột nó còn bự hơn cái tôi đó. Bắt chuột này 1.5 m à. Dài thế. Xong rồi họ sẽ tặng cho mình thêm. Anh em ơi, anh em nào thích thì anh em nhắn tin tôi tặng cho anh em cái chân của AOC nhá. Cái chân này nè, cái chân này đắp đúng ấm luôn. Hơi dày. Bắt chuột này 1.5 m à. Dài thế. Xong rồi họ sẽ tặng cho mình thêm mấy cái áo. Ồ, một cái túi. Ồ, túi này đựng tiền được nha. Cái ví tiền của tôi không đựng được nhiều đồ. Tôi nghĩ túi này đựng đồ được nha. Ok nha. Cái này là cái gì ta? À, cái này là cái lịch trình tham gia. Lịch trình tham gia sự kiện cho ngày mai ngày kia. Cho 5 ngày ở tại Thái Lan. Có một cái quạt. Cái này tôi sẽ giveaway về cho anh em kênh chat. Mấy cái áo này tôi cũng nghĩ là tôi sẽ giveaway về cho anh em kênh chat F3 thân yêu. Tại vì tôi bảo với người ta là tôi mặc áo size M. Nhưng mà họ hết size M rồi. Họ chỉ còn áo size L thôi. Mà tôi thì tôi có chữ sẵn mấy cái áo AOC ở trong người rồi cho nên là. Đây. Ồ. Có vòi xịt đít. 10 điểm, không có nhân. Thôi. Nói chung là rồi. Vậy là xong cái clip đây. Cho các ông coi tí đường phố Thái Lan nó như thế nào, nó có xinh sạch đẹp không, nó có thoải mái, nó có mát mẻ không. Thì thời tiết ở bên Thái Lan nó cũng như thời tiết của Việt Nam mình thôi. Có thời tiết ngày nóng thì có thể là nó hơi hanh hơn một xíu Việt Nam của mình. Nó giống như cái thời tiết của ngoài miền Bắc khi mà mùa hè vậy đó. Nó kiểu vậy á, nó không nóng. Nó không nóng kiểu sôi sục đâu mà nó kiểu vừa vừa thôi. Đây cái chỗ này, à ngay cái khách sạn của tôi luôn. Là tôi vừa mới xuống khách sạn xong mà tôi đi qua trái cái là tôi đi lên cái đường này. Chúng ta sẽ đi lên cái đường này xong chúng ta sẽ đi hẳn qua đây đó. Xong mình đường này là đường phố Thái Lan. Nó cũng đông đúc lắm. Tôi nói thiệt với con phải đi Thái Lan đi. Nếu mà mình không đi, nếu mà mình muốn đi nước ngoài mà chi phí mình chi chiêu ok thì tôi nghĩ là các ông nên đi Thái Lan. Tại vì chi phí đi Thái Lan nó khá là ổn. Tiền vé máy bay thì nó cũng giống như từ Sài Gòn bay ra Hà Nội và từ Hà Nội bay vào Sài Gòn thôi. Cũng rẻ, cũng 1.5 triệu, 1.8 triệu, 1.9 triệu gì đó cho một chuyến bay. Ra đây thì nếu mà con biết tìm cái khách sạn nào giá ok thì nó cũng như khách sạn Việt Nam mình thôi. Tầm 900 tới 1 triệu một đêm. À. Điều đáng lưu ý là Việt Nam mình ít ma hơn Thái Lan. Cho nên là đi Thái Lan rồi tém tém cái mỏ lại nhá. Có túc túc rồi. Tối đầu tiên tụi tôi đi ăn. Tụi tôi đi qua chợ đêm, tụi tôi đi ăn tối. Thì cái chợ đêm nhìn bên ngoài nó sẽ như thế này nè. Nó đẹp lắm, nó to lắm. Ở trong đấy cái gì cũng có. Cái gì nó cũng... Cái đi quay đây. Có lý tiền bạc là chuẩn bị tiền em. Đằng nào nó có lố vào ngày mai rồi. Đúng vậy. Mình xã đã sớm hơn các bạn rồi, mình cứ thay. À cái đoạn này tôi được phụ trách gọi là giữ tiền của đoàn. Có nghĩa là mấy ngày đầu tiên nhá, tuyển thủ và KOL sẽ được mỗi người 500 bạt. Ba đứa tôi là 1.500 bạt. Đó.
Tôi đổi qua tiền Thái Lan là tôi có 4.000 bạt đúng không? Để riêng. Tôi giữ tiền. Và cái sai nhất trong cuộc đời của tôi đó chính là làm thủ quỹ. Mà chả hiểu sao mình cứ tính đi tính lại kiểu gì mình cũng lỗ à. Thế là cuối cùng là mình cứ lỗ tiền thôi. Mà không biết tiền nó đi về đâu. Rồi. Hai chục. Cách người giàu đến tiền. 40. Có mấy cái sụt tôi tự quay được ạ. Ở trong trời đêm này bán đồ ăn hơi đắt. Đây. Rồi. Ôi, ngon chưa nè. Ăn không? Quan, dạ. Cho các ông xem cách người ta chế biến. Ui, ngon chưa? Biết gì mua tôm ăn mẹ đi, tự chi mua cái rau mực như bà tuột chi ăn đúng ngán luôn à. Ê, cho các ông coi. Cho các ông coi cái này. Tôi đố các ông biết cái thịt này là thịt gì đấy. Tôi đố các ông biết cái thịt này là trên đây là thịt gì đấy. Ai mà đoán đúng là được 10 điểm này. Cá sấu ủa sao biết hay vậy? Đó, ăn người ta sốt cái gì teriyaki sao ăn nó cứ ngọt ngọt ngán ngán. Anh biết cái cái tương ngọt không? Anh biết cái tương ngọt. Ăn không? Không. Ăn đúng ngán luôn á, ăn đúng miếng đầu tiên là đã thấy ngán trong người rồi. Bao nhiêu đấy? How much? Bao nhiêu nhờ? Tôi quên mất tiêu là cái này bao nhiêu rồi. 460 bạc. Tôi nói thiệt với con, một cái hộp sò như này mà người ta kêu 460 bạc. Trong khi ở ngoài kia, ở sân bay tôi mua một hộp bao nhiêu ta? Tôi mua một hộp có 80 bạc hay là bao nhiêu à? 50, 60 bạc, 5... Đúng rồi, một hộp ở sân bay nhỏ nhỏ thôi. Cũng như này mà có 80 bạc là đắt rồi. Chả hiểu sao ở đây người ta chém giá mang, người ta kêu một cái hộp này 460 bạc một cái hộp này. Chán thiệt á. Không, tới đoạn này là trả tiền xe túc túc. Mà túc túc họ cũng chém luôn. Một chuyến túc túc như vậy từ chỗ chợ đêm mà về khách sạn của tôi là 200 bạc là ok rồi. Nhưng mà người ta kêu tới tận 400 bạc lần. Tôi trả giá xuống còn 250 thì người ta không chịu. Người ta bắt buộc phải 300 bạc người ta mới đi. Trong khi tụi tôi book cái chiếc BMW từ chợ đêm mà về khách sạn có 130 bạc thôi. Ngày hôm nay của Hana ở Thái Lan như thế nào? À, giờ này là tôi đi ăn sáng ở tại khách sạn nè. Thề mặc đúng mụn luôn á, bực dã man. Người bà cho các ông xem đi ăn sáng buffet ở khách sạn như thế nào nhá. Đây là cái view. Đây là cái view ăn sáng ở tại khách sạn của tôi nè. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Một bữa sáng rất là đầy đủ. Không nhiều nhưng mà đầy đủ thôi. Đây là cơm rang, kiểu cơm rang bình thường thôi không. Đây là gì? Đây là sushi. Miếng này là miếng, các ông biết ở bên Thái Lan họ có một cái đặc sản đó chính là miếng thịt xong họ ghim vào trong cái cây, xong họ chấm với cả cái sốt chua chua cay cay không. Đây là cái miếng thịt đó, còn cái này là thịt nguội. À không, bacon hay cái gì ai biết đâu. Nói chung là chiên lên. Hai cái đó là hai cái màn thầu với cả miếng cà chua với cả miếng nước tương. Mà ở bên Thái Lan này nhá, các ông bất kể là các ông ăn cái gì, các ông chấm cái gì thì nước chấm người ta sẽ vắt chanh vào trong đấy. Chẳng hạn như nước mắm thì người ta sẽ vắt chanh vào nước mắm. Nước tương
người ta cũng vắt chanh vào nước tương hoặc là người ta để giấm vào nước tương. Đó, sốt người ta cái gì cũng chua chua cay cay mặn mặn hết. Sawadika. Hello anh em, hôm nay là ngày thứ hai tại Bangkok, Thái Lan và mình mới vừa đi ăn sáng xong. Như các ông đã thấy, hiện tại thì tôi mặc ở trên người một cái áo, chiếc áo của AOC, làm sao cho các ông coi được nhỉ? Hiện tại tôi đang mặc trên người một cái áo của AOC outfit ngày hôm nay đi chụp hình kiểu photoshoot ngày hôm nay nữa. Rách rưới. Mặc quần rách rưới xíu. Thì chỉ có ít đồ thôi. Hai bờ. Cái vậy này nè. Rồi sực ra nhá. Em đâu? Cũng gọi là cũng dịu kêu. Cũng xinh đi. Cũng xinh rồi đó. Đây là đây là cái sảnh tầng 29. Mọi người đang chụp kiểu media một trước khi mà mọi người tham gia giải, người ta sẽ có dành một cái thời gian để người ta chụp hình như này nè. Mà các ông hiểu không? Tôi thật chả hiểu sao. Tôi tới là mọi người đã có thông tin, mọi người đã có thông tin là ai chụp hết rồi, nhưng mà cái đoàn của tôi hơi bị thiếu thông tin á. Cái đoàn của tôi mọi người không có nắm bắt được thông tin, cho nên là không có biết là hôm nay tôi có chụp hình hay không, không biết là hôm nay tôi làm cái gì, nên là hôm nay xuống chỉ có hai bạn tuyển thủ này chụp hình thôi. Làm hại người ta thức sớm, người ta chạy sớm, người ta make up, cuối cùng người ta không chụp. Đây là bữa cơm trưa ở khách sạn, sao mà khi chụp hình xong mà mọi người đem cơm xuống thì cơm thì nó cũng chỉ có cà ri. À bên đây, ở bên đây cơm đây là người ta chiên trứng, người ta rán trứng mà cái trứng này nó giòn lắm, nó xốp lắm, ăn nó cứ sao sao ấy, ăn nó cứ kỳ. Rồi cánh gà chiên mà cánh gà của người ta hơi teo, không có thịt. Có cà ri, ở bên đây có cà ri tâm dâm nhá, cũng ngon. Ai đồ má mày bỏ ra, từ khoan em dừng cái cục á, bỏ mấy cục bộ ra thì em Hana cũng gọi là một hot girl đó nhá. Nhá, bỏ mấy cục mụn ra thì em Hana cũng gọi là hot girl đó nhá. Ok, bây giờ là 1:20 chiều. Và tôi sẽ di chuyển ra trung tâm si ảm để tôi có thể mua sắm một tí đồ nhá. Hôm nay là outfit của tôi, vào xem nào. Nhưng ai xong cũng cute chứ. Đó. Dễ thương không? Ây da. Mà mụn nhiều quá, bực dã man thiệt. Đi chơi thôi. Mà không hiểu sao cái Dyson uống tóc ấy, nó không có giữ nếp gì trơn á. Mình mặc dù mình đã uống rất là nóng, rất là lâu rồi mà bắt đầu nó lơi lơi ra rồi này, nó không xoăn nữa nè. Dài, tôi nghĩ là nó dài hơn nên nó sẽ đẹp. Tụi tôi ra icon si ảm bằng thuyền. Tụi tôi phải đi thuyền, có nghĩa là như này nhá. Tôi giải thích cho các ông nghe này. Ở Thái Lan này, một là các ông đi taxi, hai là các ông đi bằng tàu điện. Đó, mà tôi đi từ tàu điện chỗ tôi lọc sụt ra rồi, tôi sẽ không cho các ông xem được cái sụt mà tôi đi từ khách sạn ra tàu điện, rồi từ tàu điện ra tàu thuyền ở đâu. Mình sẽ mua vé tàu điện, mình đi 2-3 đường tàu. Xong rồi tới đoạn đường tàu cuối thì các ông phải đi lội bộ xuống dưới. Xong rồi các ông lại xuống dưới tuốt dưới nữa thì các ông sẽ ra bến sông. Và ở bến sông đấy người ta sẽ bán vé cho các ông để các ông có thể lên tàu. Xong rồi từ cái tàu đấy các ông lại chạy qua Icon Siam. Thì đây là chỗ Icon Siam này, đúng to luôn ấy, thề một cái trung tâm thương mại. Và tôi nói thiệt các ông 10 điểm không có nhân. Hả? 3 điểm. Đó. Mà cái chỗ này nó gọi là 3 buổi sáng thôi, nó chưa có cho các ông thấy được cái vẻ đẹp của Icon Siam lúc buổi tối đâu. Hả? Nóng quá Hà Nội. Đây. Ui mà tôi lạc vô trong đây là tôi chết luôn á anh em. Ở tầng 1 nó đã đẹp rồi.
Nhưng mà khi mà các ông lên cái tầng 2 của mấy cái cửa hàng mà gọi là đồ hàng hiệu như này, nó có một cái mùi rất là khác. Ở tầng dưới là mùi cà phê, mùi thơm, đồ ăn đúng không? Khi mà các ông lên tầng 2 một cái thôi, nó ra một cái mùi rất là sang chảnh, mà ai cũng muốn nán lại hết. Thề đi ngang qua nhìn đam mê vãi, nhưng mà hồi làm gì có tiền mà mua đâu. Khổ vậy anh này, bự lắm nhá, đi không hết được. Ở đây bự lắm. Đây, công là bộ lên lên trên thì nó sẽ có một cái view công viên như thế này, đúng to luôn mà đúng đẹp luôn. Đẹp nhờ. Cho bạn điện thoại em được không? Ok luôn. Chính ảnh. Tôi đâu có bị ốm đâu, này em nhìn tôi cũng mập chứ bộ. Em nhìn tôi đúng bự luôn. Vậy hả? Như này cũng được. Để chụp lại. Nhìn tôi có ốm đâu mà nhìn tôi đúng mập luôn á. Ngu dữ vậy trời. Để chụp lại. À mấy anh này chả chụp được cái gì. Đứa nào đòi mua đồ chơi kìa. Tôi đi từ rất là xa nhá, mà tôi nghe cái giọng của anh này cứ hả. À, anh ta mua đồ chơi mà anh gào thét mà tôi dễ thương phải. Nhà đông con hơi khổ, nhà đông con tay sách nách mang. Quay à? Cầm sao ra? Mấy này mấy anh... Mấy anh phá. À, đây là sự kiện. Đây là cái trung tâm hội nghị sự kiện. Trung tâm hội nghị sự kiện. À, nhưng mà nó rất là to, rất là đông, mọi người xếp hàng rất là nhiều. Nhưng mà qua được cái khu an ninh thì wow. Đây thế giới đã giả mang ấy, đúng bự luôn á. Nhìn trên thật rộng vậy. Nhìn ở trên đây các ông không thấy được hết toàn bộ sự kiện đâu, nhưng mà cái sự kiện này đúng to luôn ấy. Nó nhiều gian hàng lắm, nó nhiều thứ lắm. Ở xa xa các ông sẽ thấy là một cái bảng đầu tiên, cái bảng bự nhất của AOC. Ờ. Hoành tráng vai trưởng. À, tôi thích cái này. Đây, đây là lý do tại sao tôi lại ghé vô trong cái cửa hàng Razer này. Đó chính là cái này. Đây, lý do tại sao mà tôi lại không thể nào giúp được. Tôi phải đập vào trong mắt luôn. Lúc mà tôi qua bên Razer, tôi hỏi, tôi qua cái gian hàng này tôi hỏi là cái bàn phím này bao nhiêu tiền. Người ta kêu là tầm bao nhiêu đấy. Thì tôi đổi qua tiền Việt là tầm 5.7 triệu. Tôi nhớ không làm là tầm lúc mà tôi nói là tôi thích cái bàn phím này á, là cái giá của nó là 6.1 triệu. À không, 5.9 triệu. Mà tôi thấy 5.7 triệu là nó coi như cũng giảm được tầm 200-300 rồi. Nên là tôi cũng định vay tiền, tôi xắt xéo tôi mua cái bàn phím tại đây. Nhưng mà cuối cùng thì thêm một cái là tôi đi cùng đoàn, mà trong đoàn đấy có có rất là nhiều đối tác rất là sao thì mình phải dùng từ gì ta nhỉ? Mình phải dùng cái từ nào cho nó hợp lý nhờ? Cho nên là tôi xin giảm trên tí thì cũng giảm được tí xíu, nên là về Việt Nam tôi mua. Nhưng mà ở cái Razer này nó có cái bánh kính đẹp lắm nha, hợp lý lắm nha. Nó không có hàng để xem.
ông xem chị này. Ủa cái chị hồ ly này chị ấy đúng. Rồi từ đoạn này. Đây. Rồi xuất sắc chưa? Trời ơi, ở ngoài còn đẹp nữa. Trời ơi, ở ngoài hả? Đẹp lắm. Ủa trắng nõn nà hay không? Chân dài. Đây là cái dàn thi đấu của mấy bạn AOC này. Khu này là khu check-in, nhận quà. Màn hình để mà mấy bạn thi đấu này. À, để tí tôi cho anh em coi hai bạn Hàn Quốc này nhá. Hai bạn cosplay một glow hai check. Đẹp gái. Đẹp gái không có từ nào để diễn tả được. Đây là cái cúp. AOC Master. Đây là cái cúp nè. Cái cúp này người ta để ở chính giữa. Mà tôi muốn là cái cúp này phải mạ vàng cơ. À đây các bạn hồi 390Hz Premium Gaming Monitor của AOC AG256F5. Mất ruột luôn nha. Anh em nào mà muốn trải nghiệm màn hình thì anh em có thể tìm thử con này. Hình như... Khoan. Tôi... Lúc mà chụp hình mà ngày thứ hai khi mà tôi tới Thái Lan á, là ở đấy người ta tặng cho mình một cái... Tôi không biết là cái đó là cái gì hay là màn hình mới người ta muốn review. Nhưng mà nó có là một cái màn hình 500 mấy chục hẹt của AOC, màn hình mới á. Nhưng mà hình như tôi lập tôi mất rồi. Đây. Từ đây. Hai bạn Hàn Quốc, một bạn chat rất là dễ thương và một bạn club rất là đáng yêu, cute from my way. Ôi xinh dã man, ở ngoài đúng xinh luôn, ở ngoài nhỏ nhắn cute lắm, chân dài. Chân đúng dài luôn. 10 điểm nha, không có nhân nha. Hai bạn này là tuyển thủ. Và đi cùng với một bạn nam KOL Hàn Quốc kế bên này, các ông thấy không? Cầm cái máy ảnh đấy. Đẹp trai. Ở bên này là các bạn kiểu KOL xinh vài cái kiểu. Anh trai Hàn Quốc đẹp trai nha. Mở ảnh hơi ít nói. Ăn chưa? À không, xuống đây thì tôi ấy là tôi khát nước á, nên là tôi hỏi mọi người có ai uống nước không. Thì tôi nghĩ là chắc là bên đây thân con gái với cả tôi với chị An là con gái thì ba anh dẫn tôi đi ăn đi uống thì chắc là cũng sẽ bao tụi tôi thôi, nhưng mà không ngờ là tôi phải bao ngược lại người ta. Cuối cùng thì tôi mất một ly trà sữa 100 mấy chục bạc hả. Ba tuyển thủ cả mọi bốn người, năm người rồi, mất 5 ly trà sữa hơn 700 bạc đó, chứ nhiêu đâu. À, đây là bữa trưa. Ngày đầu tiên ở sự kiện thì bữa trưa người ta hỗ trợ cho mình. Đây. Các ông phải thử món này. Các ông đi Thái Lan, các ông phải thử ngay cái món cá này cho tôi. Cái món cá 10 điểm không có như bạn, đúng ngon luôn, cái cá súp chanh. Má làm sao để mà mình học được cái cá súp chanh này của Thái Lan nhờ. Tôi đi nhà hàng Thái Lan mà 3 lần thì ăn 3 lần người ta đều có cái cá súp chanh này, đúng ngon luôn nhá. Ngon thật sự ấy. Không ngán luôn. Cái này là đi Big C. Tôi đi Big C về xong thì trời đổ cơn mưa. À tự nhiên đường phố Thái Lan mà tự nhiên mưa xuống thì tự nhiên mình cũng ấn tượng ra mình đang hẹn hò với một anh nào đấy. Mình hai tay ở đoạn này từ mấy giờ ta? À cái này là về khách sạn xong rồi buổi tối chuẩn bị đi ăn cùng với mọi người. Mặt hơi giỏi, biết sao không? Hello anh em. Mặt nổi mụn nhiều quá, hơi giỏi. À cái đoạn này là review đồ Bixi. Hôm nay mua là hỏi vị là kêu là này lắm. Mua nhiều bento lắm á, cái này là tôi mua mấy gói bento nhưng mà tôi để quên đó, người ta hết đồ, tôi còn có một bịch bento bên này thôi. Cái này là tôi thấy người ta bán cái này. Tôi mua cả cái bột tâm dâm về tôi nấu canh chứ. Chứ mà tôi nấu hơi fail, tôi để nhiều nước quá hay tôi bỏ nguyên nồi tâm dâm rồi. À tôi có mua cái này nữa, cái này ngon nha. Mặc dù Việt Nam có bán cái này, nhưng mà mình đi Thái Lan mình thấy cái gì trên kệ thì mình cứ lấy thôi.
Đồ ăn á, tại cái là gì nhỉ? Đi nhà hàng buổi tối với cả AOC họ đãi đồ ăn. Cái này mọi người tưởng tượng nhá, cái này là một người mà không thích ăn ngọt như tôi thì tôi không thích cái này. Cái này nó có cái vị mọi người biết kẹo dừa không? Mọi người biết kẹo dừa Bến Tre không? Nó giống như cái kẹo dừa Bến Tre xong rồi người ta đun chảy nó ra xong rồi chấm với cả cơm cháy ấy. Nó cứ sao sao ấy. Nó vừa có vị cúc dừa xong rồi nó vừa có vị vị kẹo dừa hay là gì kẹo dừa dừa Bến Tre nó là vậy đó. Ăn nó cũng tạm tạm thôi chứ nó ngon. À không có ai vui vẻ như người Lan. Tôi đi Thái Lan lúc nào trong một cái bát cơm của tôi cũng sẽ có một cái gỏi đu đủ như thế này và một chén canh tâm dùm. Mà bên gỏi đu đủ này của người ta có cả trứng muối nhá, ăn là lạ miệng, ăn cũng ngon phết. Ăn 10 điểm. Mới bóp về đem trứng muối theo. À cái này hồi nãy tôi nói với công nè, cái đặc sản xiên que của Thái Lan, người ta sẽ xiên thịt heo trên cái này. Xong rồi người ta chấm với cả nước chấm. Ủa sao tôi chưa chấm cái này ta? Cái thằng kia kêu nó chấm giùm mà nó chả chấm gì cả. Cái này là cá xúc chanh. Cá xúc chanh giống như cái cá kia mà cá này nó giòn hơn cá kia. Nhưng mà nói chung là nó không ngon bằng cá kia hết. Không gì kêu là rau. Cái này là cái gì? Nó giống như kiểu thịt ruốc á không? Nó giống như thịt cơm ruốc mắm tép với kiểu vậy. Gà lúc đầu nhìn trông ngon lắm nha, nhưng mà ăn vô thì nó hơi bở với cả không đậm đà lắm. Đây là ngày thứ hai sự kiện. Ngày thứ hai sự kiện bắt đầu là ngày 16 tôi tới, 17 tôi đi chơi, 18 bắt đầu sự kiện, 19 đây là ngày 19. Mấy bạn bắt đầu bắn ngày 9 rồi. Để bạn đang test màn hình. Đang test màn. Hỏi đi. Trả lời đi, hỏi rồi. Mời ta đấy, người ta thì thi đấu này thì nó bình thường. Không có gì cả. Có lo lắng hồi hộp hay là sợ gì không? Không. Có bị đe dọa bởi tiếng bạn không? Đây là tiếng bạn gì? Ai đe dọa? Tức là có đe dọa bởi những bạn nước khác không? À không, bình thường. Là ngày hôm nay mình nghĩ là mình sẽ được. Rất là phỏng vấn, không nghe gì hết. Hồi cũng xinh gái chứ bộ. Nhưng mà quê cái là tự nhiên đang bắn họ tự nhiên bị đuổi xuống. Cho người ta phải set up cái này mà đúng quê luôn, phải đi xuống. Khổ dã man. Còn đây, đây là nhà tài trợ của chúng ta. Đây đã tài trợ cho chúng tôi có một chuyến đi Thái Lan thật là tuyệt vời. Xin không? Tôi bảo anh em xin vai các chủ. Xin lắm đấy nhá. Xin hơi bị xin. Đây. Thì lúc đầu tôi kêu với các ông là các bên họ gửi cho tôi một cái list để mà kêu tôi chọn đồ ăn, thì sẽ có sashimi, sushi, rồi cá nướng, rồi thịt heo này kia đó. Thì tôi mà anh em, tôi chọn sushi, tôi chọn sashimi. Thì một sau khi mà bắn xong, trong cái khoảng thời gian mấy bạn tuyển thủ đang bắn, thì tôi có thời gian tôi đi ăn với đoàn AOC. Thì họ cho tôi một cái set đồ ăn như thế này. Đây là trứng hấp với cả trứng cá hồi với cả giác vàng ở trên. Ở dưới nó sẽ có con tôm ở dưới nhá. Ở trên đây là cá thu hay là cá gì á, nó kho với cá gừng giống như kiểu cá kho gừng ấy. Còn cái này là nấm. Bên đây là salad, còn cái này là dưa leo chua chua. Đó. Salad này, xong rồi dưa leo ngâm chua, dưa leo này ngon nhá. Rồi đây là cái set sashimi của tôi. Một bát cơm. Ngon không? Đây là sau khi bắn giải xong buổi tối, mọi người di chuyển ra một cái quán hải sản ở trên một cái trung tâm thương mại rất là lớn để mà ăn hải sản. Đó, thì sẽ có tôm luộc, có súp tôm dúm. Ở đây là đây là cơm rang hả, nó giòn giòn.
Cái này là chả chả cá chấm với cả nước mắm chua ngọt. Còn cái này là cái gì á, quên mất tiêu rồi, giống như cà ri gì đó không. Còn cái này là con cá. À vậy thôi. Đây. Đố không, đây là cái gì? Cái này là không phải là ức đó, cái này là cua. Cua chứa cá trứng. Ăn ngon nha, ăn bắt cơm nha. Sắp tới là tôi sẽ nấu cơm ở nhà, tôi sẽ nấu món này. Vậy thôi, nguyên bàn hết rồi. Hôm nay có thể là ngày cuối cùng. Không, ngày mai mới là ngày cuối cùng. Hôm nay có thể là ngày mình có những cái hoạt động cuối cùng bên AOC rồi. Ngày mai mình sẽ free time xong buổi sáng. Xong rồi buổi trưa 3 giờ chiều là mình phải ra sân bay. 3 giờ mình bay. Hôm nay thì sáng sớm thức dậy. À không phải sáng sớm, mà bây giờ 1 giờ rưỡi đó không à. Tôi không có đi ăn sáng. Đó, để tôi ngủ thêm một tí nữa. Xong một tí tôi dậy tôi make up từ lúc 11 giờ rưỡi. Hôm nay có lịch trình là đi đánh golf cùng với cả bên AOC. Ui. Nhau quán bán là hết rồi sáng mai. Đây là outfit của tôi. Em dẹo quá hay nè, kệ tôi. Biết sao không? Biết tại sao đi đánh golf lại mặc cái này không? Người ta không có cho về khách sạn, người ta bắt là đi đánh golf xong là phải đi ra du thuyền để mà ăn tối cùng với mọi người luôn. Cho nên là tôi không thể nào, tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ không đánh golf đâu, nên là tôi mặc cho nó kiểu diễm lệ, cho nó diêm dúa để tôi đi ra du thuyền, tôi chụp hình luôn. Nhưng mà không có, mà kiểu gì cũng phải đánh golf thôi. Ôi, chân dài dã man ạ, dài dã man ạ, nhưng tôi không biết. Tôi nghĩ là chắc là nóng, nếu mà mình ăn uống hoặc là mình hoạt động ở trong máy lạnh. Thế là tôi mặc cái bộ này sẽ bay về đây, nên là em làm canh làm sao em bỏ nó ra. Ok. Lúc sau tôi phải thuê, tôi phải mua một cái đá áo đến góp đấy. Trước mắt là em đánh trúng cái đã rồi em ơi. Lúc sau tôi phải bỏ tiền ra tôi mua một cái áo góp đấy. Ở chỗ đánh góp người ta có cho đồ ăn buffet à, cũng giống như kiểu mấy cái món mà mình hay ăn ở khách sạn thôi. Mấy cái lúc sau tôi phải mua cái áo tôi thay trong đúng mát luôn ạ. À. Sao người ta chuyên nghiệp quá vậy? Đánh hơi bị chuyên nghiệp nha công nha. Hơi bị chuyên nghiệp. Coi thử không? Đây, Icon Siam đây. Cho tôi phải đi qua thuyền Icon Siam. Xong rồi tôi phải đợi một cái thuyền to thiệt to tại đây. Đó, mà buổi tối Icon Siam nó lại có một cái tiệc phun nước hả? Đúng đẹp. Đẹp không? Đó, bắt đầu rời bến để mà từ Icon Siam đi 2 tiếng đồng hồ trên du thuyền. Đẹp lắm, đẹp điên á. À, đồ ăn ở trên du thuyền thì nó cũng nhiều món lắm, mà tôi nhất quyết là tôi phải ăn cỡ đu đủ. Mấy cả đẹp nhờ. Đó, chạy, tôi chả biết tôi quay cái gì. Tôi đớp thôi. Mà thề, mấy ông này, mấy ông cứ vội cái gì hết. Mà vừa mới ngồi đặt cái đít xuống, chưa kịp nóng đít, nó đã bắt đầu cầm ly bia lên mời rồi. Không chạy được, không trốn được. Thế là phải cuối cùng có cầm ly bia giống người ta đi theo để mà giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Cái đoạn này nó bắt đầu vô nhạc rồi, nên là tôi tí nha anh em hơi khó chịu. Anh em thông cảm giúp tôi vì sự an toàn của kênh, tôi không muốn bị ban đâu. Tôi tí. Đó, cái du thuyền của tôi giống cái du thuyền đối diện á. Giống thôi chứ không phải giống vậy. Mà cũng gọi là bự. Mọi người đang karaoke. Tôi ơi, cái đoạn này là dính bản quyền chết cơm. Mọi người đứng đông quá.
Bạn này bạn nữ Philippines nè, bạn ấy đúng sung luôn à, đúng vui luôn. Có một đoạn tôi không nghĩ chắc ông nghe đâu. Thì cái đoạn này tôi bắt đầu tôi say rồi. Tôi nói thiệt với công là cái đoạn này tôi đã say say rồi. Tức là người ta cứ hát thôi, xong rồi cuối cùng à, đoạn này đoạn Việt Nam. Đây là anh Xuân Việt ở bên đoạn Việt Nam này. Mọi người đang hát với cái bài Việt Nam này. Có mấy bạn nữ đây là bên Đài Loan ha. Ba bạn này là bên Đài Loan. Mà bên Đài Loan có cái chị bên Đài Loan có một cái chị người ta giống một giống cái công việc giống như anh Xuân vậy đó, một cái chị đội dẫn đoàn mà cứ đẹp dã man. Xinh dã man. À chị này, chị này, chị này. Chị này. Đúng chính xác là chị này. Chị này nè. Cái chị mà đang lắc lắc cái này. Xinh lắm. Tôi không muốn cho các ông xem đoạn sau đâu. Tôi chả biết lúc đó tôi làm cái gì luôn á, thiệt. Sao lúc đấy mình ngu quá đó nhờ. Đây, đây là một bạn ở bên Đài Loan. Tôi rất là thích bạn này. Bạn này tên Louis. Bạn này livestream Valorant. Bạn này rất là cởi mở, rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là cute, rất là hỗ trợ bạn bè. Mặc dù tôi nói tiếng Anh rất ngu, nhưng mà bạn ấy kiểu tức, bạn ấy hiểu tất cả những gì tôi nói không? Ê, lúc này tôi đang say quá, tôi đang bị tôi uống quá nhiều bia đi. Xong mà tôi đứng ở đằng sau, tôi dựa cho cái vách tường này nè. Hay là cái anh ở một bên đoàn khác, hình như là đoàn Philippines hay là đoàn nào ấy, anh qua anh nắm tay tôi, anh kéo vô, anh đẩy tôi vô. Hay là tôi cũng phải đứng đây, tôi chả biết làm gì, hay là tôi phải hát thôi. Cũng sâu. Thôi đừng có vật tiếng lên, vật tiếng không ổn đâu, vật tiếng bật tiếng lên đừng. Mà say lắm. Đoạn đó tôi chả biết cái gì hết. Mà trong cũng xinh nha. Trong cũng xinh. Mình cũng xinh. Bạn ấy cũng xinh. Cũng dễ thương à, hợp lý. Rồi tới đoạn này đây à, tới đoạn đây rồi. À cái chị, cái chị bên Đài Loan này chị xinh nha. Hai bạn bên Hàn Quốc này, hai anh này, một vài bên Philippines, một vài bên Đài Loan, một anh này bên Hàn Quốc. Vui, nói chung là thảm họa âm nhạc. Nói chung là quậy hết nấc, lúc mà xuống xuống thuyền là bắt đầu tụi tôi say xe mà say. Rồi tới đoạn này là đi về rồi. Từ sân bay ra máy bay. Ê, nhưng mà cái sân bay của Thái Lan nó búng bự luôn á các ạ. Sân bay đúng bự luôn á. Rồi chuẩn bị bay. Rồi về tới Việt Nam rồi. Rồi về tới Việt Nam thôi. Hết rồi. Đi ăn ở chợ đêm và bây giờ nó sụt rồi. Một bữa ăn im lặng nhất mà tôi từng thấy. Và đói chả mang, chả biết làm gì. Một cái quần. Có thời gian tôi sẽ dành một buổi sáng. Thôi thôi hết rồi anh em ạ. Bây giờ đã là 12 giờ 2 phút rồi à, tôi hẹn với anh em trong team là 12 giờ họp. Mà bây giờ trễ rồi thì hơi Thôi đã tới giờ chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Tạm biệt anh em. Tôi yêu anh em rất là nhiều. Chúc anh em có một buổi tối rất là hạnh phúc. Bye bye, see you later. Mua. Bye bye anh em, hẹn anh em ngày mai nha.